sóng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha. Gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm gió lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Thank you.
họ thường vương anh. Hôm nay nhân tiếc ngày lành, cho con thiệt lễ tận thành. Con dâng lên bái nguyện tổ tiên, thank you.
Thank you.
cụ cuộc đời thứ 14 của dòng họ Nguyễn Lương thuộc chi 2, thái 2, tiểu chi 3 của họ Nguyễn Lương, trải qua 100 năm sống dưới bóng cây ân đức của tổ tiên cộng với sự nghị lực của cụ, rèn luyện vươn lên của chính cụ, đến khi tuổi già cụ được con cháu chắt nội ngoại tận tâm tận tình lưng đỡ từng phút từng giờ từng ngày, mong cụ trường thọ vui vẻ bên con cháu. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chăm sóc người dân nói chung, người cao tuổi nói riêng, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao tuổi thọ, nay cụ đã thọ 100 tuổi. Hội người cao tuổi đã tổ chức chúc thọ cho cụ, đặc biệt cụ được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi thiếp chúc mừng ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch ý sống như một ý đi. Số thứ tự của cụ là số 03, 100 tuổi. Thật là vinh dự, tự hào cho cụ, cho gia đình, cho dòng họ. Với niềm vinh dự này, hôm nay gia đình và dòng họ long trọng tổ chức lễ buổi chúc thọ cho cụ tại nhà thờ Giám Tộc, nơi cụ đã sinh ra và lớn lên. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng tuyên buổi chúc thọ cụ Nguyễn Văn Vi được bắt đầu. Xin đề nghị vỗ tay. Cha, tiếng ấy gần gũi thân thương tôn kính và ấm cúng nhường nào đối với mỗi con người. Điều đơn giản mà thiêng liêng. Ai cũng có cha. Cha là tất cả. Cha cho ta tất cả, kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau. Mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt, cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha mẹ ban cho con. Hôm nay các con cháu chắt của cha tự hái ở vườn lòng của mỗi người, đem dâng cha những gì tươi xanh nhất, rực rỡ nhất của cuộc đời này. Kính mong cha đón nhận những tấm lòng biết ơn vô hạn của các con cháu chắt trong gia đình. Lễ mừng thọ cha hôm nay là dịp họp mặt đông đủ của các con, các cháu chắt nội ngoại bên mẹ chúc thọ cha và ôn lại lời dạy của cha ông xưa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ôi thiêng liêng quá, hạnh phúc quá. Con quây quần bên cha, cháu chắt xúm quanh bên ông, bày tỏ lòng tôn kính cha bằng những lời cầu chúc đằm thắm, bằng những đóa hoa tươi và bằng chính những gì mà con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, hôm nay đây, khi mà cha đã bước sang độ tuổi thất thập, thì chúng con, chúng cháu mới được quây quần bên cha đông và vui. Cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài, cha đã đi qua chất chồng những vui buồn và trăn trở. Thì hôm nay đây, anh chị em chúng con và các cháu xin bày tỏ tấm lòng thành kính để mừng cha bách niên giai lão, mãi mãi vui bên cháu con và họ hàng, để tận hưởng những gì tươi đẹp mà Đảng, Bác và con cháu đã dành cho. Tiếng pháo đã nổ vang trời và mùi khói tỏa cay nồng là báo hiệu đánh dấu mốc điểm thời gian đáng ghi nhớ của con cháu có mặt trong buổi lễ mừng thọ cha hôm nay.
chúng con về bên cha hôm nay, chúng cháu về bên ông hôm nay để được chúc thọ cha, chúc thọ ông. Cái hương vị này sẽ còn tỏa xa mãi mãi. Lòng thành kính đối với cha mẹ, với ông bà làm sao mà tả xiết, làm sao nói hết. Dâng mừng cha những tấm lòng, dâng mừng cha những đóa hoa, dâng mừng cha những điều cầu chúc, mong sao cho cha mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi vui như chính lòng chúng con mơ về cha bách niên giai lão. Trong khó khăn gian khổ của một cuộc đời, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vượt lên vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của cha đã dành cho chúng con để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy thực sự vui mừng và tự hào. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của mẹ cha không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, quây quần bên cha, các con các cháu của cha muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với cha mẹ đã cho chúng con hôm nay và cho cả ngày mai. Ngày vui hôm nay, họ hàng, con cháu, quây quần bên cha, đối với chúng con, những người có mặt trong buổi mừng thọ cha đã được cảm nhận một hạnh phúc to lớn. Cha vẫn còn những người thân không kịp về hoặc không thể về được. Đó là một sự thiệt thòi khó bù đắp. Chúng con xin hứa với cha rằng buổi họp mặt đông vui hôm nay sẽ được ghi lại đầy đủ để trở thành di sản quý giá của gia đình sau này. Một năm đến, một năm lại đi qua. Chúng con nghĩ nhiều đến sức khỏe của cha đã đành rằng quy luật của tạo hóa. Nhưng chúng con đây, chúng cháu đây, phải nghĩ nhiều đến trách nhiệm của mình, phải làm gì để cha mẹ vui, ông bà vui. Buổi họp mặt hôm nay đây, dù chúng con, chúng cháu không phải là nhà thơ, cũng không giỏi làm thơ, nhưng với tấm lòng hiếu đạo, chúng con, chúng cháu cũng xin được tặng cha đôi vần. Cha ơi, tuổi cha đã cao, bước đường vất vả, gian truân đã từng. Cuộc đời cha thấm gió sương, để hôm nay đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Thank you.
Nhân định xin kính mời ông Thắng. Sau ông Thắng. Xin thưa cụ Nguyễn Văn Huy, xin thưa gia đình, xin thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các nhân linh của dòng họ Nguyễn Lương. Xin thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể con cháu nội ngoại đôi bên và bạn bè của hai gia đình. Cụ Nguyễn Văn Huy là thế hệ đời thứ 14 của dòng họ Nguyễn Lương. Cụ là một thành viên rất gương mẫu từ xưa tới nay. Cụ đã ủng hộ rất nhiều về tinh thần, vật chất cho họ tộc Nguyễn Lương nói riêng và mọi công trình của địa phương nói chung, đặc biệt là các công trình xây mộ tổ và những công trình xây nhà thờ của Hàm Chi và các công trình khác của dòng họ, cùng có tâm có đức như vậy, cụ lập thì đã được các cụ tổ của dòng họ Nguyễn Lương ban lộc trời sống trăm năm tuổi vàng. Hôm nay tại nhà thờ họ Đại Tôn của họ Nguyễn Lương, họ tộc và gia đình cụ long trọng tổ chức chúc thọ cụ. Đây là một công việc rất lớn lao, rất vinh dự, tự hào cho cụ, gia đình và họ tộc chúng tôi. Mà từ xưa đến nay, họ tộc Nguyễn Lương chưa có một cụ ông nào đạt được mốc trăm năm của vàng. Cho các tôi được đại diện cho ban kinh chức của họ tộc, xin được trân trọng cảm ơn gia đình cụ đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và đồng hành mọi công việc với họ tộc. Tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà và các nhân viên trong họ. Trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu của cụ và bạn bè của hát gia đình đã đến dự và chúc thọ cụ để buổi chúc thọ thêm phần trong quá trình tổ chức công việc
không tránh khỏi được cơn huyết, rất mong được hai chữ đại xá. Cuối cùng, đại diện cho ban kinh thiết, tôi xin được kính chúc cụ an khang trường thọ, kính chúc gia đình, toàn thể các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể gia đình sang năm mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng. Sau đây bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Cơ là thành viên trong dòng họ lên phát biểu chúc mừng cụ, xin kính mời ông. Kính thưa cụ Nguyễn Văn Di, cây đại thọc, cây đại tộc của cây, cây đại thụ của họ tộc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý khách đang có mặt tại đường đường. Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2004, tức là ngày 23 tháng 1 năm Giáp Thìn, trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân, dưới mái nhà từ đường, nơi kết nối tình huyết thống, với sự chứng kiến linh thiêng của các bậc tiên tổ, các thế hệ họ Nguyễn Đương cùng các cụ, các ông, các bà họ ngoại về hội tụ đông đủ, long trọng tổ chức lễ mừng thọ cụ Nguyễn Văn Di thế hệ thứ 14 thuộc chi ba, thuộc tiểu chi ba, chi hai, phái hai. Thuộc tiểu chi ba, chi hai, phái hai họ Nguyễn Đương hưởng thọ 100 tuổi. Trước hết cho phép tôi thắp còn tâm nhang. Cháu ơi, cháu xem cái mic cho cái nhỉ. Nói con mặt xuống, Trước hết cho phép tôi thắp còn tâm nhang, mong cầu tổ tiên ban phước lành cho con cháu mãi mãi mai sau có ngày đại hỷ như ngày hôm nay. Lễ mừng thọ cụ Nguyễn Văn Di họ 100 tuổi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách xa gần đang có mặt tại từ đường. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách đang có mặt tại từ đường. Với nhận thức của tôi, lễ mừng thọ cụ Nguyễn Văn Di 100 tuổi là một sự kiện đặc biệt, bởi lẽ trong quá khứ cũng như hiện tại, trong họ ngoài làng cũng như xã tiền tiến, chưa có cụ ông nào thọ 100 tuổi, thọ một thế kỷ là mấy ai có được. Con cháu chắc của cụ cùng các thế hệ họ tộc có quyền tự hào bởi hai chữ đại phúc lộc. Xin mời các cụ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách đang có mặt tại từ đường. Ngày xưa các cụ thường quan niệm tuổi thọ là tuổi trời cho, với thời đại ngày nay quan niệm này chưa thật đúng. Với điều kiện xã hội ngày nay, tuổi thọ của lớp người cao tuổi được nâng lên rõ rệt, nghĩa là tuổi thọ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Với nhận thức của tôi, cụ Vi có được tuổi thọ 100 tuổi là do chính cụ tạo lên một phần. Với đức tính hiền lành, chân thật, vị tha, thương con quý cháu, đường cư xử với xóm với làng, họ hàng nội ngoại chẳng ai trách cứ, một tài sản quý giá cụ tự tạo lên là mấy ai làm được. Cụ luôn có lối sống giản dị, chân chất làng quê,
mà sâu lặng nghĩa tình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý khách đang góp mặt tại buổi lễ hội long trọng này. Giữa thời bao cấp với nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp thì cuộc sống gia đình cũng vất vả một nắng hai sương, dù mưa bão nắng lửa cũng vẫn phơi mình trên đồng ruộng mồ hôi chất mặt. Đội tứ công dân quân trực chiến, việc nước việc nhà hai vai gánh nặng. Chọn nghĩa với nước non mà chọn tình với con cháu, để hôm nay con cháu của cụ đang hòa nhập vào nền kinh tế thị trường, làm giàu cho gia đình và xã hội. Cháu trưởng của cụ là một thượng tá công an đang giữ gìn bình yên cho đất nước. Cháu dâu trưởng của cụ đang mở những trang sách truyền kiến thức cho thế hệ mai sau. Con cháu các của cụ đều trưởng thành hiếu lễ vẹn toàn, đúng là đức để ngàn năm cho cháu con. Cụ thọ trăm tuổi tượng vàng son. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách đại đang hiện diện tại buổi lễ. Những năm gần đây do quy luật của tạo hóa, già yếu không đi lại được cũng là lẽ đương nhiên. Cụ đã được con cháu phụng dưỡng chu đáo, chăm sóc tận tình. Khi tôi lên thăm, có nói với ông huynh công việc công ty bao việc bộn bề, sao chú không thuê ưu xin. Ông huynh nói: anh ơi, em đủ điều kiện thuê ưu xin, nhưng không có ưu xin nào bằng con chăm sóc cho người cha với tình cảm cha con sâu nặng. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, em sẽ làm tất cả vì cụ. Việc làm của ông huynh chính là tấm lòng hiếu nghĩa của người con kính tặng người cha thân yêu của mình. Xin các cụ cho một tràng vỗ tay. Sự chăm sóc của con cháu góp phần không nhỏ và niềm vui hạnh phúc cho hôm nay. Mừng thọ cụ 100 tuổi, lễ mừng thọ cụ Nguyễn Vi cây đại thụ Bách Tiên Gia Lão là một dấu ấn lịch sử đặc biệt của họ Nguyễn Dương, chép trường tồn mãi mãi như một sự vĩnh hằng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, với tư cách cá nhân xin chúc mừng cụ Nguyễn Văn Vi thọ 100 tuổi. Chúc đại gia đình mạnh khỏe, có niềm niềm vui, đắc tài, đắc lộc, đắc hiển vinh. Kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô bác, đại biểu đang hiện diện tại từ đường Nguyễn Tộc mạnh khỏe, năm mới có nhiều niềm vui, tình huyết thống của đồng tộc muôn đời bền vững. Xin chân thành cảm ơn. Là một trong những phút thôi, thôi để hôm nào cụ khác thì bố đọc thơ nhé. Còn một bài thơ. Kính thưa các cụ và toàn bộ thành viên trong họ tộc Nguyễn Dương, kính thưa các cụ và anh em con cháu nội ngoại, hôm nay mà cụ Vi là bố tôi là tròn năm nay là tròn 100 tuổi, thì hôm nay họ tộc Nguyễn Dương kết hợp cùng gia đình tổ chức mừng chúc thọ cho cụ. Tôi là nhập đầu tiên là cảm ơn họ Nguyễn Dương và cảm ơn tất cả những đại biểu đến đây để dự lễ chúc thọ cụ và chúc thọ cụ đây là điều vinh dự cho gia đình cũng như là trong họ tộc. Tôi cũng không biết nói gì nữa, chỉ có một lời là chân thành là cảm ơn tất cả các mọi người đã được đến đây, và đồng thời là cũng thay mặt cho gia đình mời tất cả các cụ và các họ trong họ tộc, con cháu họ trong họ tộc và các cụ bạn bè nội ngoại
bạn bè của con cháu đến đây để và là giúp cái bữa tiệc để chúc vui và chúc cho bố tôi. Đấy, tôi xin cảm ơn. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn ông Huynh và gia đình ông Huynh, và đặc biệt là những ngày tháng cụ còn khỏe thì sẽ phụng dưỡng cụ hơn nữa để chúng ta có những ngày nào đấy chúc cụ nhiều tuổi hơn nữa, như là 2 thập niên chẳng hạn. Xin cảm ơn ông. Vâng, thế thì xin báo cáo với cụ này để cháu đọc luôn. Sau một thời gian, buổi chúc thọ của cụ Nguyễn Văn Nghi diễn ra long trọng, nhiều hoa, nhiều nụ cười, mọi người đều hớn hở, tự hào. Họ đương có một người thọ 100 tuổi như cụ. Con cháu có một cụ, bố, ông, cháu, chắc người thân có một cụ thọ 100 tuổi. Cả làng ta, xã ta, chưa có ai tới lúc đấy. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại, quý khách gần xa, bạn bè của gia đình, đặc biệt là con cháu của cụ đã tới dự buổi chúc thọ cụ Nguyễn Văn Vi long trọng như ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ca sĩ, đài ca sĩ rồi quay hình đã tạo điều kiện giúp ban tổ chức và đặc biệt gia đình. Một lần nữa, thay mặt các ban tổ chức xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Buổi chúc thọ cụ Nguyễn Văn Vi khép lại từ đây. Xin trân trọng cảm ơn và chào cô tay to. We'll be right back.
nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra người ơi trên đời nhớ công người nuôi dưỡng đó mới là hiền nhân vì đâu anh nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta uống nước nhớ con phải hiểu công cha như